Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đem tới các bạn một chiếc đồng hồ hot và nóng không kém gì thời tiết Hà Nội những ngày hôm nay. Và đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu đã cùng với Patek Philippe và Vacheron Constantin tạo nên Tam Thánh. Đó chính là thương hiệu Audemars Piguet. Và chiếc đồng hồ Gia Bảo Luxury giới thiệu tới các bạn ngày hôm nay chính là chiếc AP Royoc Jumbo Extatin, được làm theo nguyên mẫu của chiếc Royoc đầu tiên được ra mắt vào năm 1972. Thì chúng ta hãy điểm qua một chút về cái nguyên mẫu Royoc đầu tiên năm 1972 với cái mã hiệu là 5402ST. Thì phiên bản 5402 này, theo như tôi được biết thì là có 4 series A, B, C, D. Và cái series đầu tiên, cái series A thì có cái giá trị sưu tầm nhất. Và chiếc đồng hồ 1 năm 2002 được làm theo gần như là đúng với nguyên bản series A của phiên bản nguyên thủy ban đầu. Về ngoại hình của chiếc đồng hồ này thì có lẽ là tôi không có cái gì bàn tán quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một thiết kế nó ăn sâu vào tiềm thức của những người chơi, những nhà sưu tầm, những người nói chung là biết, có hiểu biết về đồng hồ. Đó chính là cái thiết kế mà Iconic mà đã tạo ra cái trào lưu, cái làn sóng đồng hồ thể thao xa xỉ. Bezel của chiếc đồng hồ thì là theo hình bát giác với độ hoàn thiện là trải xước. Và các cái phần vắt cạnh được đánh bóng tạo ra một cái hiệu ứng tương phản rất là rõ rệt. Ốc vít ở trên vành bezel này thì được sắp xếp theo một hình vòng tròn. Các bạn có biết tại sao cái ốc vít này có thể sắp xếp theo hình vòng tròn không? Không phải là vít này được vặn từ trên xuống dưới như chúng ta nghĩ, mà nó chỉ ở trên, nó chỉ để làm đẹp thôi. Và chúng ta cố định những cái vít này bằng những vít ở phía dưới, phía ở dưới đáy, vít lên. Đó thì nó mới tạo ra thành một hình vòng tròn đồng nhất như thế này các bạn ạ. Bộ dây đeo của chiếc AP Royoc này là một tuyệt phẩm. Tôi phải nói tuyệt phẩm bởi vì sao? Vì nó đã tốn rất nhiều giấy mực của những cái người viết, những cái người làm review như chúng tôi các bạn ạ. Bởi vì sao? Cũng giống như là vành bezel, bộ dây thì cũng được kết hợp bởi hai cái kỹ thuật hoàn thiện rất là đẹp mắt, đó chính là trải xước và đánh bóng. Đa phần thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bộ dây này ở hình thái là trải xước. Tuy nhiên là những cái mối nối này ở những cái phần vát cạnh thì lại được đánh bóng rất là tinh tế để làm sao để tăng cái hiệu ứng, như tôi đã nói ngay từ ban đầu, tăng hiệu ứng tương phản, cũng như là làm chiếc đồng hồ cái bộ dây nó nhìn nó thêm phần lấp lánh. Khi tôi review cái chiếc đồng hồ này ấy, thì cái cảm xúc nhất của tôi nó chính là ngoài cái mặt số nhá, thì cái bộ dây nó đem lại cho tôi cái cảm xúc nó mãnh liệt, nó dâng trào lắm các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái bộ dây của AP này, bộ dây của Nautilus, Patek Philippe Nautilus và Vacheron Constantin thường xuyên được đem ra so sánh, và mỗi người một ý, mỗi người một cái sở thích. Tuy nhiên là tôi đảm bảo với các bạn là cái lượng fan thích, tôi nói là thích bộ dây của AP là chiếm áp đảo. Về phần núm của chiếc đồng hồ này thì cũng được làm theo một hình đa giác và được mài xước rất là chỉn chu và cẩn thận. Như chúng ta nhìn ở phía bên hông, bên phải và bên trái, chiếc đồng hồ này rất là mỏng, đúng như cái tên Extatin của chiếc đồng hồ. Và chiếc đồng hồ này chỉ mỏng khoảng 8,1mm mà thôi các bạn ạ. Đây là một trong những chiếc đồng hồ luxury sport, những chiếc đồng hồ thể thao mỏng nhất. Chúng ta hãy chuyển tới một phần mà tôi rất là muốn giới thiệu tới các bạn, đó chính là phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Thì mặt số của chiếc đồng hồ Jumbo Extatin này, chúng ta sẽ có thể, tôi phải bật mí với các bạn, đó là ở các góc độ ánh sáng khác nhau thì chúng ta sẽ thấy được những cái màu sắc khác nhau. Và chúng tôi rất khó để chụp nên cái màu chính xác của chiếc đồng hồ này, bởi vì mỗi một góc độ ánh sáng thì nó sẽ cho chúng ta ra một cái màu, lúc thì là ghi sáng, lúc thì là đen và lúc thì là xanh đậm. Đó chính là một cái điểm mà tôi phải nói là đặc biệt đến từ Royoc của nhà Audemars Piguet. Tại sao lại có cái hiện tượng chuyển đổi màu sắc thú vị đến như vậy? Thì tôi phải bật mí tới các bạn, đó là do cái cách chế tác mặt số rất là đặc biệt với vân tapestry và cái cách họ sơn màu lên mặt số.
Ở trên mặt số của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có được một dòng chữ Audemars Piguet ở góc 12 giờ, dưới hai cái cọc số góc 12 giờ, và dòng chữ là Automatic ở trên cọc số góc 6 giờ, thì nó là logo AP được đính nổi. Và chiếc đồng hồ tại sao lại chỉ có hai kim? Ngoài cái vấn đề về tôn trọng cái thiết kế nguyên bản, thì có khi nào chúng ta phải đặt một cái câu hỏi ngược lại, tại sao nó lại chỉ có hai kim? Một phần, tôi nghĩ một phần nó là do cái cỗ máy của chiếc đồng hồ này. Mà cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì có vấn đề gì? Cỗ máy của chiếc đồng hồ này được dựa theo cái base rất là lâu đời của Jean-Jacques Lacoule, đó chính là base 920, rất mỏng, siêu mỏng, chỉ mỏng có 3mm mà thôi các bạn ạ. Và tần số dao động của cái cỗ máy này là 21.600 nhịp trên một giờ. Đó là lý do vì sao nếu như cái cỗ máy chiếc đồng hồ này mà có một cái kim dây thì kim dây nó sẽ trôi không được 10. Tôi nghĩ đó là một cái suy nghĩ ngay từ ban đầu của ngài Argenta khi chỉ thiết kế hai kim cho chiếc đồng hồ này các bạn ạ. Và cỗ máy 2121 dựa trên base Jean-Jacques 920 này thì có một thời lượng cót là 40 tiếng với 36 chân kính. Thì cái cỗ máy này đã được modify lại bởi nhà AP rất là đẹp mắt các bạn ạ. Với rotor bằng vàng, những cái chi tiết máy thì được trải xước rất là mịn. Phần ổ cót thì được trải xước thành hình tia mặt trời, rất là đẹp mắt và cuốn hút. Cảm nhận khi lên tay của tôi chiếc đồng hồ AP Jumbo X-Satin này, đó chính là rất là vừa vặn. Mặc dù là 39, đừng có một cái đường kính là 39mm, tuy nhiên là với cái kết cấu của lớp vỏ và tay cà thì làm cho chiếc đồng hồ nhìn trông có vẻ là to hơn một chút. Đó, và khi lên tay của chiếc đồng hồ này và chúng ta xoay cổ tay thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một bộ dây rất là đẹp. Đó. Và tôi khen chiếc đồng hồ này quá là nhiều rồi. Thì chiếc đồng hồ này có nhược điểm gì không? Cá nhân tôi đánh giá thì tất nhiên là có. Thứ nhất, đó chính là không có bất kỳ một chuyển động nào liên tục trên mặt số của chiếc đồng hồ này, dẫn đến là việc chúng ta sẽ nhìn thấy mặt số nó khá là đơn điệu và nhàm chán đối với những người chưa đủ đam mê. Tôi phải nói rõ ràng là như thế. Và chúng ta sẽ không biết được rằng đồng hồ đang hoạt động hay là đã chết, mà chúng ta phải nhìn một lúc lâu thì bắt đầu mới thấy được là nó có sự chuyển động nhảy phút, kiểu như vậy. Tiếp đến, đó chính là cái việc mà chiếc Jumbo AP Rolex Jumbo này không được trang bị một cái núm gen, hay còn gọi là núm vặn cổ chai, để tăng cái khả năng chống nước. Đa phần như những chiếc đồng hồ luxury sportwatch hiện nay thì đều được trang bị cái núm vặn này để tăng khả năng chống nước này, và nó cũng làm tăng cái giá trị đồng hồ hơn là việc chúng ta rút nhẹ để chỉnh giờ, khá giống với những chiếc đồng hồ wristwatch thông thường. Đó, và cuối cùng đó chính là cái cơ cấu chỉnh ngày của chiếc đồng hồ này khá là mất thời gian so với những cái chiếc đồng hồ hiện đại ngày nay. Thì với những chiếc đồng hồ hiện đại ngày nay thì chúng ta có thể rút một nấc ra này là chúng ta sẽ chỉnh ngày rất là dễ dàng, lên thậm chí là có thể là xuống. Đó, tuy nhiên là với cái cỗ máy 2121 của AP thì chúng ta phải chỉnh theo cái cơ chế 912. Nghĩa là sao? Chúng ta phải vặn đồng hồ, chúng ta phải chỉnh đồng hồ qua 12 giờ để đồng hồ nhảy ngày, và chúng ta phải tua lại đến 9 giờ và tiếp tục là chỉnh qua 12. Đó, cứ 9, 12, 9, 12 để đồng hồ nhảy lên một ngày, nhảy lên một ngày. Cứ thử tưởng tượng ngày hôm nay là ngày 25 mà chiếc đồng hồ của chúng ta đang ngày mùng 1 thì chúng ta sẽ khá là mất thời gian để chỉnh ngày chiếc đồng hồ này. Tuy nhiên đối với tôi thì đó lại là một điều rất thích thú, chỉ cần một cốc cà phê. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Thì chúng tôi sẽ bật mí tới các bạn là sắp tới thì chúng tôi sẽ review thêm một chiếc đồng hồ Rolex Offshore đến từ nhà Audemars Piguet. Tuy nhiên đây không phải là một thiết kế của ngài Gerard Genta, mà đây là một thiết kế với chức năng chronograph và đi với dây cao su rất là thời thượng. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.